các bạn ơi, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái này là đồ xịt tay. À, đồ xịt tay để vệ sinh đúng không con? Dạ đúng rồi. Rồi trên tay của Nơ có mấy màu? Màu hồng nè, màu xanh dương. Rồi màu hồng tiếng Anh là gì? Green. Nhớ kỹ lại coi màu hồng tiếng Anh là gì? Rồi màu hồng tiếng Anh là gì? Pink. Rồi bây giờ mình bắt đầu mở cái màu hồng ra trước nha. Ok. Bỏ đâu vậy mẹ? Đó. Rồi. Cái này của ai cho con vậy? Cái này dì Vân cho. Dì Vân. Nào. Nè, bây giờ cái tờ gì đấy rồi? Cái đó bị đứt hay gì rồi? Để mẹ làm sau. Con lấy cái kia ra đi. Con lắp cái kia vô. Cái bình ra. Rồi bây giờ lắp như thế nào nhỉ? Cầm vô đàng hoàng. Rồi bỏ vô và vặn lại. Wow, xịn quá. Giả bộ, giả bộ rồi, giả bộ như nè. Con chưa vặn lại hết. Đúng rồi, vặn chặt luôn. Đúng rồi, vặn chặt nữa, nữa, vặn nữa. Chừng nào vặn hết được thì thôi. Nữa. Nữa, nữa, đúng rồi. Xong rồi đó. Rồi, giả bộ xịt nè. Ok, và bình màu xanh mình cũng sẽ lắp ráp như vậy nha các bạn. Còn cái này là mình để Treo thôi. Cái này nó bị đứt rồi, chút xíu để mẹ đi nhìn ra mẹ bỏ vô lại là được. Màu xanh cũng như vậy luôn các bạn ơi. Ok, mình sẽ gỡ ra trước nè. Dạ. Nhẹ nhàng. Màu xanh tiếng Anh là gì? Blue. À. Đây. Cái này là bình đây. Ok. Cái là cái vòi xịt. Rồi con gắn vô đi con. Đừng kéo cái đó. Treo. Đã treo lên. Con gắn cái vòi xịt vô đi. Mẹ ơi, mẹ gỡ cái này trong cái kia đứt á. Còn đó là đúng của người ta là như vậy đó. Vặn thật nhiều vô như hồi nãy á, từ từ nó mới chặt. Vặn hồi hộp quá. Ô mẹ. Đúng tay chiều là con muốn rồi. Rồi xịt thử cho mẹ coi. Nơ chưa bắt được. À nó không có một cái chốt gì nữa. À gạt qua bên đây nè. Để nó dán. Chưa, không. Dán lên trước. Trời ơi dán thấp quá. Rồi thôi lỡ rồi, không bao giờ lỡ được. Rồi nhẹ thôi, bàn chải của con đâu? Kem đánh răng của con đâu? Ok chưa? Ok. Đẹp không? Đẹp. Cảm ơn bà ngoại. Cảm ơn bà ngoại. Rồi đi ra.